Xin chào, lại là Trang đây. Khi mà nhắc đến các dòng tranh phù hợp để mình trưng bày ở trong phòng làm việc thì quý vị thường nghĩ đến tranh gì? Tranh mã đáo thành công, tranh thuận buồm xuôi gió hay là các dòng tranh chữ? Không, trong video hôm nay thì Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu tranh mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam. Và ngay bên cạnh Trang đây đó chính là mẫu tranh mặt trống đồng mạ vàng 24K, rất là sang trọng đẳng cấp. Wow, quả là một thiết kế hoành tráng đúng không quý vị? Và đầu tiên thì Trang sẽ xin được giới thiệu qua một chút về thông số kích thước của mẫu tranh này. Trang sẽ đo trực tiếp để quý vị thấy chi tiết về kích thước. Bức tranh này thì có kích thước là 1m07 và thuộc cung Thêm Đinh Hưng Vượng, thì mang ý nghĩa là tốt về đường con cái cũng như là sự thịnh vượng trong việc làm ăn kinh doanh của gia đình. Và tiếp theo thì Trang sẽ đo về mặt trống, đường kính mặt trống. Mặt trống này thì có đường kính là 80cm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng khám phá về điểm nổi bật của bức tranh này. Đó chính là về, thứ nhất là về chất liệu. Chất liệu sử dụng làm khung tranh đó là gỗ hương. Đây là một trong những dòng gỗ rất là cao cấp và được đục dáng hoa văn vạn thừng đơn giản, làm nổi bật cho bức tranh. Còn phần bề mặt thì được gò thủ công từ chất liệu đồng vàng nhập khẩu Hàn Quốc với độ dày tiêu chuẩn là 8 gem. Cũng tương tự như việc chế tác các sản phẩm tranh đồng thông thường thì người nghệ nhân sẽ tiến hành gò từng chi tiết một. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là nổi bật chính giữa đó chính là hình ảnh ngôi sao 16 cánh với các cái đường tròn vòng tâm xung quanh, nổi bật bởi các cái chi tiết hoa văn trang trí xung quanh mặt trống, ví dụ như là hoa văn hình chim hạc, hoa văn hình người và các cái hoạt động lao động sản xuất của thời kỳ bấy giờ. Ở các cái phần góc, bốn góc thì được trang trí hoa văn góc, tạo cái sự cân đối hài hòa cho bức tranh. Và điểm đặc biệt của bức tranh này đó chính là bề mặt được phủ một lớp vàng dòng 24K, rất là sang trọng và không chỉ là tôn lên cái sự đẳng cấp cho bức tranh mà còn giúp bảo vệ bề mặt, hạn chế triệt để cái hiện tượng oxy hóa, giúp tranh là có độ bền là gần như trọn đời. Và theo Trang nghĩ thì với cái kích thước này thì bức tranh rất là phù hợp để mà mình trưng bày ở trong phòng làm việc này, phòng lãnh đạo hay là cơ quan và các cái tập đoàn cũng như là công ty. Treo tranh thì không chỉ có tác dụng là trang trí cho không gian, tăng cái sự nổi bật mà còn thể hiện và gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của người Việt. Theo cảm nhận của bản thân Trang thì đây là một bức tranh rất là đẹp, không chỉ đẹp về thiết kế mà còn đẹp về cái chất lượng hoàn thiện vô cùng tinh xảo, và bề mặt thì được xử lý nhẵn mịn cũng như là cái sự đẳng cấp đến từ khung gỗ cũng như chất liệu làm tranh. Tại cơ sở Bảo Long thì ngoài kích thước 1m07, chúng tôi còn có rất là nhiều kích thước tranh mặt trống đồng khác, ví dụ như 88cm hay là 1m27 hoặc là các kích thước lớn hơn. Và nếu quý vị nào đang quan tâm đến các mẫu tranh tại cơ sở Bảo Long thì có thể là để lại thông tin ở phía dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay cùng Trang.